Hi, hello mọi người nha. Mọi người đã quay trở lại với kênh của mình Biker. Thì hôm nay, hôm bữa mình có làm clip về cái lon nhớt này xe tay ga dành cho tất cả các anh em chơi xe. Theo mình biết á, là những anh em xem kênh của mình là hầu như cũng chưa có nhiều anh em có phân khối lớn nhiều. Đa số là mấy anh em chơi phân khối nhỏ mà muốn tìm hiểu để em lên phân khối lớn. Hoặc là cũng có những bạn nữ đi tay ga và những bạn nam đi tay ga. Cho nên á, mình mới nhập về cái loại nhớt này để cho các anh em có thể dùng luôn. Đó, nhớt nào tốt cho xe mình sử dụng cho chiếc xe cưng của mình. Thì bây giờ mình giải thích sao ta? Tại hôm bữa cái clip hôm bữa là mình nói hơi có phần là khoa học. Thì bây giờ mình giải thích cho dễ hiểu ha. Thì nhớt này á là nó nhập từ Đức luôn. Là cả cái lon này nào và một cái thùng nó nhập từ Đức về, một thùng nó chỉ có 10 lon thôi. Mình có nhận sỉ luôn nha. Thì đó, chứ không phải là hàng về Việt Nam rồi đóng gói rồi cái này, người Đức người ta đóng gói cho mình luôn. Thì cái dòng này là mình thay vào cái chiếc xe tay ga của mình á, thì nó có hỗ trợ cho mình là mình có thể đi đường xa luôn. Như anh em á, thường thường nói là xe tay ga đi phượt á, rất là cực. Còn sau khi mình thay nhớt này á, thì mình không có sợ mà cái kiểu mà xe tay ga đi phượt nữa. Anh em thay nhớt này vào, anh em có thể đi Đà Lạt hoặc là đi vượt núi luôn. Nó cân hết tất cả mọi thể loại. Em quay gần cái bình nhớt đi. Điều đầu tiên mình thấy người Đức người ta làm cái bình nhớt rất là đẹp ha. Phải nói là cái đầu tiên mình nhìn vào cái lon nhớt này là phải nói là đẹp, đẹp là đầu tiên, chắc chắn. Đó, là đây, mở cho mọi người coi. Đó, trong đây nó có một nút nữa, nó màu xanh nha. Đó, nó màu xanh, xanh giống như Motul 300V vậy đó. Nhưng mà cái màu xanh này nó có phản quang luôn. Dặn lại. Thì 800ml, cái bình này 800ml có thể thay cho tất cả các loại xe tay ga. Như anh em hỏi là xe nào thay được nè, thay tất cả loại xe tay ga luôn. Chỉ tay ga là thay được. Vision nè, rồi AB nè, rồi SH Việt nè, rồi Novo nè, tất cả các loại xe tay ga đều thay được. Và nhớt tay ga là dành cho tay ga nha. Cái loại này có dành cho xe số nữa, nhưng mà xe số nó mắc hơn một xíu. Và cái bình này á, cái bình chỉ có chiếc xe SH Ý là bình nó 1 lít. Thì anh em phải chịu khó mua thêm một bình nữa để anh em châm vô từ từ. Đó, mỗi lần thay anh em châm vô 200ml SH Ý. Theo mình biết á, những anh em comment á, là SH Ý là 1 lít. Cái chiếc NVX là 0.9 lít. Cái đó là những anh em comment theo thông tin mình biết á nha. Rồi, đó là giải đáp thắc mắc hết cho anh em rồi. Rồi, bây giờ là giá bán. Đây, giá bán là thị trường là 330, giá niêm yết 333. Đó. Nhưng mà bây giờ mình sẽ tri ân cho những anh em trên xem clip của mình Biker luôn. Là mình sẽ bán là 320 và miễn phí ship toàn quốc luôn. Phí ship của nó đã 25-30 ngàn rồi. Tính ra là mình nhớ nó không bao nhiêu tiền nữa. Là đó, anh em xem clip này chụp màn hình lại là mình chỉ bán giá 320 thôi. Và miễn phí ship toàn quốc. Tính ra đó nha, anh em thay một cái bình nhớt bình thường là nó đã là 100-mấy chục ngàn mà đi được có 1 ngàn cây à. Bình này chỉ 300 mấy thôi mà anh em đi được từ 3.000 đến 5.000 cây. 5.000 cây á, là do nhà sản xuất yêu cầu. Ở Đức nó yêu cầu là đi 5.000 cây, nhưng mà ở người ta là khí hậu nó ôn hòa, khí hậu nó với lại cái đường xá người ta rất là bằng phẳng. Còn ở Việt Nam mình nó đường hơi bị ố gà nè, rồi nắng mưa thất thường, thì mình đi từ 3.000 đến 4.000 là quá ok. Anh em đừng có tiếc tiền nha. Thì chiếc xe của mình là mình cưng rồi, mình mua về mình đi lại thì mình phải sai thay cho nó một cái loại nhớt nào mà tốt nhất cho con xe của mình. Cái nhớt của xe á, giống như là cái máu gì đó, mình thay nhớt tốt thì xe mình nó sẽ vận hành tốt nhất có thể. Rồi, anh em còn ý kiến nào á, thì anh em hãy comment bên dưới. Và mình sẽ không làm những video như thế này nữa, mình sẽ tập trung vào những video review xe cho anh em xem xe. Cái này là chủ yếu là mình giải đáp thắc mắc cho mọi người xem thôi ha. Mọi người thấy chiếc Ducati ở phía sau có đẹp không? Sắp tới là em nó sắp có chủ mới rồi đó. Bye bye mọi người nha. Thì rất là cảm ơn mọi người đã xem clip và like và subscribe cho mình.